Để có được một MV chất lượng, các sao Việt phải đầu tư thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí bán nhà đất, đi chạy vay khắp nơi. Sau đây là một số sao Việt đã đầu tư mạnh tay chi số tiền khủng phục vụ nghệ thuật. Mới đây, trong một bài phỏng vấn, ông bầu Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ việc bán nhà để đầu tư quay vlog. Dù mới chuyển hướng làm vlog chưa được bao lâu, nhưng theo ông bầu đình đám của showbiz chia sẻ, anh đã phải đánh đổi cả căn biệt thự bạc tỷ để có được những clip chất lượng, ấn tượng. Được biết, căn biệt thự này đã từng được Vũ Khắc Tiệp tâm huyết chăm chút. Thế nhưng sau bao lần đắn đo, anh cũng đành phải bán đi để nuôi niềm đam mê du lịch. Tâm sự về điều này, Vũ Khắc Tiệp cho biết 26 tập vlog được đánh đổi bằng căn biệt thự 35 tỷ đấy. Ngày xưa tôi có một căn biệt thự bên cạnh Ngọc Trinh, chúng tôi cùng hứa sẽ ở cạnh nhau, nhưng giờ tôi đành phải bán để nuôi nấng niềm đam mê du lịch. Cũng may là căn đấy khi mua chỉ có 25 tỷ thôi, khi bán thì lời hẳn 10 tỷ. Không thua kém cạnh các sao Việt khác về độ chịu chi vì nghệ thuật, mới đây nữ hoàng nội y Ngọc Trinh cũng rao bán biệt thự tại Hà Nội để gom tiền phát triển kênh YouTube cá nhân. Theo chia sẻ, biệt thự của Ngọc Trinh là căn to nhất ở khu đô thị, có sân vườn riêng, lớn nhất với tổng diện tích lên tới 400m², trong đó diện tích đất riêng là 283,8m². Bên cạnh đó, nữ hoàng nội y cũng nhiệt tình khẳng định sẽ tặng luôn bản vẽ trị giá 300 triệu cho ai muốn sửa chữa, thay đổi biệt thự. Ngọc Trinh cũng cho biết thêm, căn biệt thự 3 tầng của cô có thể sử dụng ngay, giá trị bất động sản được Ngọc Trinh giữ bí mật, sẽ trao đổi cụ thể với bên mua. Tuy nhiên, qua những hình ảnh mỹ nhân Trà Vinh đăng tải, cư dân mạng khẳng định giá trị của biệt thự chắc chắn phải là con số khủng. Ngoài hai cái tên Khắc Tiệp, Ngọc Trinh, trước đó nhiều sao Việt cũng từng rao bán bất động sản để có tiền đầu tư làm MV như Hòa Minzy, Hồ Quang Hiếu. Cụ thể, sau thời gian im hơi lặng tiếng, Hòa Minzy không bách làng giải trí bằng sản phẩm âm nhạc không thể cùng nhau suốt kiếp. Theo giọng ca sinh năm 1995 chia sẻ, cô đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để làm MV này. Chỉ riêng khâu trang phục, nữ ca sĩ đã chi 3 tỷ đồng, chưa kể các khoản như diễn viên, ăn ở, hậu kỳ. Để có khoản tiền lớn, ngoài số vốn của mình, Hòa Minzy còn vay thêm ngân hàng, bán đồ hiệu, thậm chí chị cả gia đình Hoa Dâm Bụt còn vay tiền của đàn em Đức Phúc trước khoản nợ lớn. Nữ ca sĩ phải bán nhà để trả nợ. Việc Hòa Minzy bán nhà trả nợ MV dù có bạn trai đại gia phía sau khiến công chúng không khỏi bất ngờ. Trước sự băn khoăn của khán giả, giọng ca rời bỏ lập tức lên tiếng thanh minh. Mấy này báo chí cứ viết có chồng đại gia mà phải bán nhà đi làm MV. Vợ cũng biết chồng buồn và ái ngại với các đối tác làm ăn. Mọi người hỏi thì chồng cũng không biết trả lời thế nào, nên vợ chỉ biết nói rằng nếu không có mẹ và chồng giúp đỡ thời gian ban đầu thì vợ đâu có đủ sự tự tin để mà làm nên dự án này. Còn nhà bán thì là do những chi phí phát sinh về sau khi đôn lên. Lúc cần thanh toán khoảng tháng 3 2020 thì lại đúng đợt dịch, công ty hay bất cứ doanh nghiệp nào cũng khó khăn. Bởi vậy dù chồng có muốn, vợ cũng không để chồng làm vậy nữa, vì dưới chồng đang có nhiều công nhân, nhân viên cần chồng lo toan. Mong gia đình ta mãi vui vẻ hạnh phúc, một đời bình an, Hòa Minzy chia sẻ. Sau thành công của Thiếu Niên Ra Giang Hồ, Hồ Quang Hiếu tiếp tục thực hiện dự án mới phim ca nhạc Hiếu Bến Tàu. Theo nam ca sĩ chia sẻ, web drama Hiếu Bến Tàu được thực hiện trong 6 tháng với tổng đầu tư lên tới 3 tỷ đồng. Để có kinh phí thực hiện dự án, Hồ Quang Hiếu đã phải cầm cố căn nhà của mình.